hình mà xin mời chào đón sự trở lại của chỉ có hai người này thôi đúng không ạ? Vì hai người nước ngoài sẽ chơi với những người Việt Nam bên dưới, đúng rồi. Yeah, họ đang rất là nóng nóng. Bây giờ mình chia làm hai phe, phe bên này là của Sydney, bên này là của anh Son. Ai là fan hâm mộ của người đàn ông này? Trời ơi, mấy cô gái kìa rầm rầm liền. Ủa, giờ đây lớn lên, ai là người hâm mộ? Bây giờ bỏ tay xuống đếm nè, bỏ tay xuống đếm nè. 1, 2, ai giơ tay cao hơn được lên. 2 nữa. 3. Giơ tay kiểu này là thôi, cũng không có chọn đâu, tôi để cho mấy anh này chọn kìa. Anh chọn giùm em, anh thích ai chứ bây giờ em không biết ai. Bên đây đi, bên đây đi ạ. Ai giơ tay cao không? Phải giơ tay tìm từng lớp. Các bạn áo xanh đúng không? Xanh la rêu đúng không? Xin mời bạn. Anh xin lá mạ đúng rồi, nó phải có quà là giờ lên nữa nè. Xin mời bạn. Tại cao, đi thôi. Xin mời ạ. Như vậy là đội này, đội hình này đủ rồi. Đến lượt cô gái xinh đẹp của chúng ta. Yes. Max. Áo màu đẹp, Max. Rồi, bây giờ đi xuống đây nha, để Ngọc Sang đi xuống nè, để coi. Cô gái chúng ta chọn ai? Ai hả? Black and white, black and white. Black and white. Hai người luôn, yes, thank you. Như vậy là đủ người rồi, đủ người rồi. Mình phải làm cái gì đây? Các bạn nhanh 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 lên. Ai chậm chân là bị ở lại. Như vậy là một đội có 3 người. 3 person. Ok. 1, 2, 3. 3 người một đội. Ok. Your team. Rồi. Team number 1, team number 2. Đội số 1, đội số 2. Mình sẽ có những cái tấm ghép này. Thưa quý vị, đây là những cái mảnh ghép đã được cắt nhỏ ra và đánh số từ số 1 cho đến số 20. Và chúng ta sẽ làm sao để ghép lên cái bức tranh, cái khung chúng tôi để sẵn này thành những bức tranh. Và tranh thì chúng tôi đã để phía xa đây ạ. Ở phía xa có hai bức tranh, phía sau có thể thấy không? Hai cái backdrop. Nó là tên của hai bộ phim luôn à. Gợi ý như vậy luôn rồi. Nhưng mà mình sẽ chia phe ra. Từ từ chia ra, một người sẽ là người ghép. Một người ghép, các bạn chọn một người ghép. Một người sẽ là tiền và một người sẽ là truyền. Ok. Làm việc đi, bị đuổi về. Dễ thương quá. Bình tĩnh, chơi xong rồi chụp hình. Trời ơi, còn có ma nữa. Nè, nó chị nói lại nè, để giờ chị nói gì có biết không? Chị nói chơi. Ngoài chị nói chơi, chị còn nói gì nữa không? Chị nói thiệt, chị đâu có nói chơi. Kỳ ghê. Phải lo, phải tập trung làm việc riêng của chụp hình với thần tượng rồi. Nói lại lần nữa, chị dịch lại giùm em luôn rồi chị. Nãy giờ cô này cũng tập trung bên này quá. Có nghĩa là như thế này, nhìn chị nè. Chúng ta sẽ có hai đội đối kháng với nhau trong thời gian nhanh nhất. Đội nào kết thúc được và ghép được hình của mình và đó sẽ thắng. Một người sẽ bố trí vào vị trí là ghép xếp lên đây. Một người là truyền và một người là tìm. Tụi em có thể từ bàn luận với nhau. Từ bàn luận với nhau. Nhanh lên. Có hỗ trợ từ hai anh chị phiên dịch nên là sẽ dễ à. Được chưa? Ok. Không có nháp, làm thiệt chứ nháp gì. Quà là quà thiệt mà, sẵn sàng chưa? Are you ready? Quý vị nha, bỏ tay thật lớn cho cái game show này của chúng ta nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Vô nào. Cho em cái nhạc nó kịch tính lên. Đúng rồi. Đội này mình sẽ ghép từ số nhỏ, từ số lớn trước. Trời ơi, đội này nhanh như một tia chớp luôn, chơi được chưa? Xuất sắc luôn. Nhưng mà đang đối rồi, bình tĩnh. Cô gái này mặc váy mà sao lại ghép cho cái chân của người đàn ông? Bên này chúng tôi thấy là vẫn chưa có cái sườn với cái lì thôi. Mù
một bức tranh có hình con rồng. Yeah. Bên kia xong rồi kìa. Ở trường nha, đâu ông này cấm cặp bà kia rồi kìa. Đây là cô gái mà nó có đâu. Ở đây nhanh rồi, nhanh luôn rồi, nhanh lên, nhanh lên. Cho chính xác nha, cái gương mặt của trường lớp xa nha. Như vậy, đội của Sean đã về trước đi để coi đội này sao. Nhanh lên. Mình sẽ còn thời gian để chờ. Sai chữ rồi. Yeah, cố lên. Thật ra là bức tranh của đội sức mạnh khó hơn. Lý do là tại vì có rất nhiều những cái chi tiết khó, có đến rất là nhiều nhân vật ở trong bức tranh này. Còn của đội của Son á, đội số 1 này thì nó dễ hơn, chỉ có một hình con rồng băng qua thôi. Có sớm chơi chật ra. Ok ok. Kỳ khủng quá. Đội này nhiều thầy quá, nhiều thầy chỉ quá. Chị biên dịch, chị là người biên dịch chứ chị phải là người chơi cho chị. Chị nhiệt tình với chị phụ luôn mà vẫn chưa khóc. Bây giờ mình sẽ đếm 20 giây cuối cùng, 20 19, ở dưới chị đi, ở dưới chị nhiệt tình vô. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hai cái nắm này bị ngược nè. Hai. Một nữa. Sai rồi. Bây giờ nữa đó. Được chưa? Yes, yeah, finish. Ghép ghép vô sát sát. Đây cái tấm này nó bị lật rồi. Con chó kìa, con chó kìa. Sai cái chữ con chó rồi. Ok, rồi mình xếp hàng. Cái sau này mình chấm điểm. Chấm điểm nha. Trước tiên là đội của Son. Đây, bức tranh của bộ phim Thiên Mệnh. Dạ. Yeah. Anh ấy là ai trong nhân vật này các bạn biết không? Bên trái hay bên phải? Bên trái hay bên phải? Bên phải với các bạn là bên trái trên sân khấu á. Bên trái hay bên phải? Anh có đâu hay anh có đâu? Đây đúng không? Dạ không có đâu, đúng rồi, nam thần mà. Đội này rất là nhanh, chưa kịp đến mà đã xong rồi. Còn number one. Còn đội này thì sao để kiểm tra? Đại soái ca, đúng nè. Cô gái. Sợ rác lộn lắm. Sợ tại vì cái ông này mặc tầm dạ hội lắm. May quá, trúng rồi. Vậy là chúng ta biết đội nào nhất, đội nào nhì chưa ạ? Xin một tràng pháo tay cho đội coi nhì. Và number one. Thank you. Chúng ta sẽ tặng những phần quà cho những bạn dưới lên chơi cho đội của chúng tôi. Ai đem quà lên được không ạ? Rồi. Kệ. Để chị kỹ nãy giờ mới để ý. Cô có cái quà cũng dễ thương nữa. Cô này có đóng cái vai gì đây? Bạn này hôm nay chúng ta nhìn thấy có rất nhiều những cái nhân vật mà chúng tôi làm mà cosplay ở bên ngoài. Các bạn thấy là những cái nhân vật trong các bộ phim của TVB của chúng tôi. Bây giờ thì xin được mời chúng ta chụp một tấm ảnh lưu niệm ạ. Ok. 1, 2, 3, yeah. Phải để dành cho phần sau nha. Rồi hai chị này ở lại, cảm ơn hai bạn. Rồi lát nữa mình lên chụp hình sau. Stay on here. Yeah. Rồi, ai số 4? Hai người đúng không ạ? Mỗi bên một người ạ. Rồi, lên sân khấu. Chú. Hai chị em sinh đôi lúc phải chơi rồi mà.
bạn này chơi rồi, giờ mình có nên chơi nữa không? Thôi lát nữa mình chụp hình riêng nha. Giúp chị đi chứ không thì em được hoài hoài tao dưới nó kiện. Ít bê, qua đây ít bê, ít bê. Ít bê. Ai vô tay cầu ơi. Ai vô tay cầu không nữa. Chưa có cao lắm đâu. Chưa. Tự chạy lên luôn hả? Bỏ hết hồn hả tụi tụi? À được, được, đồng ý luôn. Ok, để sang chọn cho, sang chọn dùm cho một người em chọn cho. Đây, 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 bắt kính ra đây, lên đây, dễ thương nè, lên đây. Mình chơi tới sáng yên tâm, mình còn chơi từ từ, lai rai tới sáng. Cứ bình tĩnh các bạn ơi, rồi. Bây giờ mình sẽ chơi lại cái trò này. Anh ơi, cho em cũng là chơi lại cái trò này. Các bạn ơi, vui lòng cất điện thoại nha, tại vì... Rồi, quy định là không được chụp hình, selfie trên sân khấu. Cũng chơi lại trò này một lần nữa. One more time, yes. Ok. Yes. Bây giờ mình đổi lại cho nó khó được không? À, cô gái này sẽ qua bên phim kia, còn chàng trai này qua bên này nha. Đổi chỗ. Nó khó luôn chứ, đâu có dễ như lúc đầu được. Ê, chụp gần kìa. Are you okay? Are you ready? 1, 2, 3, let's go! Go now! Bọn hay ghê, cắt sườn trước. Nhanh lên nha, phải nhanh hơn lúc nãy nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẽ chọn mỗi đội là thêm 2 người nữa, cộng chung với diễn viên của chúng ta đã thành 3. Chơi. Dạ. Yeah. Em chọn nha, em chọn nha. Ai muốn về đội của Xích Ly? Ai muốn về đội của Xích Ly? Ai ơi? Mời chị, nãy giờ nhiệt tình quá. Cái giỏ để lại em đang đi siêu thị giữa trường chạy lên. Rồi lên luôn hai người. Ai muốn đi theo ạ? À? Ai ạ? À? Em đi đâu đây? Em đi chơi rồi. Tự nhiên thấy lùn lùn đi lên. Một người nữa. One person, một người nữa. The last. Ai ạ? À? Lúc nãy cô gái này có chơi trò chơi rồi nên mình nhường lại cho người khác nha. Cái này ạ. Ok, đúng rồi bạn đó. Em đang chơi tới đây. Đúng rồi, đúng rồi. Sao thấy tay tắt mặt mừng quá, giới thiệu qua cho tao biết mình là ai được không? À, là em biến của thầy TVN Việt Nam. Nói nhanh quá nghe không kịp. Admin. John, admin của thầy TVN Việt Nam. Oh, hàng gì lên mùi quen với nhau. Còn chị đến từ đâu ạ? Quận 8 chạy qua, sao biết mà qua, hay là tự nhiên đi vô tình thôi? Có chị Trịnh Thục Nghi á, chị dẫn em vô. À, nãy giờ có gặp mấy anh chị Âu Cam của Vietnam Mobile chưa? Có thì. Có hỏi về cách sử dụng app chưa? Có. Xài sao giữ kể giùm em nghe coi. Em không nhớ chị. Có nghỉ chơi đi xuống không cho chơi nữa. Em giỡn thôi, bên này thì sao ạ? Em thấy chị nhiệt tình quá, chị sắp nguyên một cái giỏ, chị đang đi siêu thị đúng không? Đồ ăn còn ở đó luôn mà dám bỏ ở đó luôn, coi còn nguyên không? Chị giới thiệu, no problem. Chị giới thiệu về bản thân mình được không ạ? Chị tên Nhi và chị hay đi siêu thị này lắm. Là chị ở gần đây, rồi em cảm ơn chị. Còn đây là cô gái này. Em tên Hằng ở quận 11. Rồi, vì sao Ngọc Sang hỏi, vì Ngọc Sang muốn biết là các bạn có rành rọt ở đây không? Và các bạn có hâm mộ những người trên sân khấu này không? Vì cái trò chơi này liên quan đến cái việc mình yêu mến, mình hâm mộ những bộ phim của TVB. Có chắc là mình coi hết tất cả các phim chưa? Em chắc ạ. Chắc. Bạn có chắc là bạn coi hết tất cả bộ phim của TVB chưa? Dạ chắc. Chị có chắc không? Cũng có coi là coi mấy phim? Coi có Xoái Ca nè, Định Mệnh nè. Là có coi. Nãy giờ có hai cái tên này có coi. Chị mà không coi là chị sẽ không khó có thể chiến thắng. Bởi vì em phải hỏi. Chúng ta sẽ cùng đến với một trò chơi mang tên đó là nghe nhạc đoán tên phim. À, chúng tôi sẽ mở những đoạn nhạc lên và hai đội sau khi nghe những cái nốt đầu tiên các bạn phải giơ tay lên liền để các bạn được quyền trả lời. Và hai người này sẽ là những người hỗ trợ các bạn nếu mà các bạn khó. Hiểu chưa ạ? Khán giả biết đừng la lớn mà mình có quyền được giành trả lời nếu mà họ không trả lời được, hiểu chưa? Sẵn sàng chưa? Ok. Nha. Ok nha. Xin mời đoạn nhạc đầu tiên vang lên. Tắt giùm em. Đội nào nhanh hơn hả? Rồi xin mời đội của anh Son nào, mời bạn. Dạ bằng chứng thép ạ. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng không, đúng rồi, đúng không? Bằng chứng thép 1-0 dành cho đội của anh Son. Bằng chứng. À quên, đúng rồi, cái này nó có mấy phần? Đúng phần bầu không ạ? Biết hát không? Không biết à. Đề có 1-0, tiếp theo. Xin được mời đoạn nhạc thứ 2. Vậy thì cho ở trên này trả lời, bạn trả lời được không? Nghe được rồi. À, dạ là con Phú Gia Đạo.
phim Công Chúa Giá Đáo. Công Chúa Giá Đáo đúng không ạ? Bây giờ như vậy là đội này đang có 2-0. Mà mình thấy tình hình là đội này đang nhanh quá nên các bạn chậm rãi một tí xíu. Chứ coi nói tiếng Việt chị học biết nói. Ủa sao lúc em nghe nó chị nói giọng Sài Gòn rõ lắm, bây giờ chị ở đâu trời vậy? Chị là người Hoa. Người Việt gốc Hoa. À vậy hả? Là chị nói được mấy thứ tiếng? Chỉ coi tàu nói chỉ 4 tiếng. Tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Đài Loan, tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Việt Nam. Ôi ôi, chị mua xin của bên em chưa? Trời no. Vậy thì thôi, không cho chị trả lời đâu. Vậy thì chúng ta được 2-0 dành cho đội số 1 đúng không? Đội của Mr. Son vẫn được 2-0 rồi. Đội này vẫn là không, nên cố gắng lên nha. Bây giờ xin được mời bài hát thứ 3. Biết cái này, biết cái này rồi. Cảm ơn nhà bà. Dạ là bức màn bí mật à. Đúng không ạ? À? Đúng. Ở dưới ngang quà mà ở trên này đã tuột mất trong vòng tay, ở dưới buồn dữ lắm. Chính xác, bức màn bí mật như vậy là bên này nhường quá không? Tôi biết là bên đó biết, nhưng mà bên này để cho một cửa một bàn nhìn chị vừa lòng chứ nhỉ? Như vậy là 1-2. Chúng ta còn một câu nữa. Một bài hát tiếp theo, xin mời. The last one, xin mời. Em cầm đi. Chị thấy lên này giơ tay trước rồi em ơi. Chị muốn cho em được lắm, chế ơi, em muốn cho chế được lắm mà bên này người ta giơ tay nhanh quá chế ơi. Xin mời. Cùng đồng kiếp. Please again, again. Cùng đồng kiếp. Cùng đồng kế đúng không ạ? Chúc mừng! Như vậy là tỷ số bao nhiêu rồi? 3-2. 3-2 nghiêng cho đội này. Ủa sao kỳ vậy? Một hồi đội này cũng thắng nữa hả? Nãy giờ toàn là anh này thắng không à? Vậy chắc giờ Hoàng sao ta? Xin mời Hoàng đều dành cho cả hai đội luôn ạ. Được không ạ? Hết Hoàng luôn. Mình tặng luôn đều cho hai bên luôn đi, chứ tại vì người ta chơi nhiệt tình quá mà. Em đưa Hoàng cho mấy anh chị này, bác chị mẹ. Nhưng mà bây giờ được ưu tiên. Còn ngành admin kia làm hết được không? Cái kia game á, admin thì có như có lên. Không có bị tiên diễn mời đúng không? Không mời nên. Bây giờ thì mình chụp ảnh lưu niệm nào. Ổng biết. Hồi nãy ổng quay xuống ổng mời kém gì mặt. Em không hiểu vấn đề là ổng không không nghĩ là admin được cho em. Thế là người thì mình lên chứ giờ không phải là FB. Yeah. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you. Chị vừa lòng rồi đó, bà chế. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng selfie nhé, selfie. Được không ạ? Khoan. Xin mời các bạn về lại vị trí của mình đi. Mình về lại vị trí của mình đi. Chúng ta có cái hàng 3D màu đỏ nè. Các nghệ sĩ của chúng tôi sẽ đứng ở góc này. Và cùng cái cầm cái gậy tự sướng chụp một tấm với tất cả mọi người được không ạ? Là sao? Thưa quý vị, hình như lúc này Mr. Son của chúng ta có vài lời muốn gửi đến tất cả các vị bên dưới ạ. Ngày hôm sáng có cái sự kiện cũng không phải, không phải là cùng đại ca trên này cũng phải mà. Không còn cái nhiều sự gì cao như vậy không? Sự gì cao hơn? 其實咧，我哋今日主要嚟咧就係想同大家講，你哋咧將來咧有好開心嘅發生，就係有呢個 VNM Mobile 嘅呢個 TVB Anywhere 嘅 VNM 可以就 subscribe
哋 subscribe 咗之後咧，其實咧喺呢個 app 入邊，你哋可以睇5000个钟以上嘅TVB 嘅劇集，包括有我嘅大帥哥啊，或者地上天開啊，盲俠大律師等等等等，仲有好多經典嘅劇集，譬如你哋頭先講過嘅《宮心計》啦，仲有《洗冤錄》系列等等等等，所有咧都係會 keep updated 嘅。譬如我而家喺香港播緊嘅《鐵探》咧，我相信我頭先佢哋都同我講咧，係話好快就要上，你哋都可以一齊睇。是很 updated 的，那你們記住呢，記住就要 subscribe 了。放本朗以外嘅內容係咪啊？冇要留句啊！啊，做台揀揀喺台贏咗位，一陣間冇個莫名啊！等等，有冇攞拜拜外嘅喎？唔記得俾一陣間外嘅喎。Xin lỗi, muốn nói với mọi người là hôm nay cô ấy rất là vui được đến đây tham gia cái buổi ra mắt app TVB Anywhere. Thì trong cái app này chúng ta sẽ có 5.000 giờ xem phim, thì trong đó có rất là nhiều bộ phim, những bộ phim cổ đã đóng, ví dụ như là Đại Soái Ca, Thiết Thám, và có rất là nhiều bộ phim nổi tiếng như là Cung Tâm Kế, vân vân. Nên mong là các bạn có thể thông qua app này có thể xem được nhiều bộ phim TVB hơn. Cảm ơn các bạn. Và mỗi ngày cũng có những content mới, định kỳ cập nhật. Còn không chỉ, thực ra tôi luôn cảm thấy rất là vất vả. Tại sao? Tôi muốn nghe được bạn nói gì, tôi cũng muốn nghe được bạn nói gì. Nhưng không quan trọng, trong app của MyTV Super, VN, Anywhere, VN app, tất cả các bộ phim đều có giọng nói tiếng Nam. Vì vậy, quan trọng là nếu muốn nghe được giọng nói tiếng Nam, hãy nhớ rằng而家去現場揾橙色衫嘅同事，即刻去 subscribe， 用一個優惠價 subscribe 啦。仲啲啊，盤面 TVB 咧，係定期通路 update 啲保鏢喺張多。đôi khi tôi cảm giác rất là khổ, bởi vì tôi không hiểu các bạn nói cái gì, các bạn cũng không hiểu tôi nói cái gì. Nhưng mà không sao ạ, các bạn hãy tải phần mềm TVB Anywhere, trong đó có rất là nhiều bộ phim. Có những bộ phim là nói tiếng Việt ạ, các bạn có thể nghe tôi nói tiếng Việt ạ. Các bạn hãy tìm với những cái bạn dưới đây để mua cái SIM Vietnam Mobile và tải cái phần mềm Anywhere ạ. Okay, Okay, 我講完啦，可以 Sophie 啦，你。我講完啦，可以 Sophie 啦，你。cảm ơn những chia sẻ từ